Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn thân mến, em tên là Nguyễn Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 4A trường Trưng Vương. Đến với chương trình văn học tuổi thơ nhằm chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hôm nay em xin gửi đến câu chuyện về 10 cô gái ngã ba đồng lộc. Hôm ấy là ngày 24 tháng 7 năm 1968. Tiểu đội 4 thanh niên xung phong được lệnh trang điểm ở khu vực mà địch vừa thả bom để săn lấp hổ bom, sửa đường kết hợp sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoáng nước để thông đường cho xe qua. Tiểu đội 4 hôm ấy có 4 cô gái trẻ, Võ Thị Tần tập hợp tiểu đội của mình. Các đồng chí, đoạn đường D2 đã bị thả bom, chúng ta hãy quyết tâm sửa chữa xong để tối nay đón đoàn xe chở vũ khí vào nam chiến đấu. Rõ. Nhận nhiệm vụ xong, các cô gái gấp rút đến ngay hiện trường triển khai công việc. Họ làm việc không ngơi tay, vừa làm vừa gọi nhau ý ới, mồ hôi vãi ra, bụi đất đỏ vẫn phủ trên đầu, trên gương mặt đẹp. Tần dùng tay cuốc quệt mồ hôi trên trán, nói phùng sang hai chiếc hầm kế bên: "Giả lao 10 phút nha." Các chị vừa vội xuống ngang miệng hầm, bỗng bầu trời như bị sẽ tan ra, đầy phản lực Mỹ xộc tới, tuyệt đàn cao xà nổ rất gần, những đốm khói trắng vụt nở hoa đen trên nền trời xanh ngăn ngắt. Nhìn theo những đốm khói ấy, mọi người thấy ngay được đường bay quỷ quyệt của lũ sặc trời. Các cô gái nhảy xuống những chiếc hầm đang làm giờ. Trong khoảnh khắc, chỉ còn nghe thấy tiếng máy bay sặc gầm rú trên đầu, tiếng đàn cao xà nổ xuống rã sàn sàn. Tần bồn nói to: "Giác mình đang đánh đấy nha, bom nổ sóng ạ, nhớ nhìn lên, thấy đất đã rơi thì bình tĩnh mà tràn." Tiếng của Tần vang đi xa, máy bay sặc lao tới cắt bom rồi tháo chạy, một chùm bom rồi lại một chùm bom, một quả bom đen trùi trũi như một mũi tên lao thẳng xuống nơi Tần và đồng đội đang ngồi trong những chiếc hầm đang làm dở chiều nay. Cột khói bom và bụi đỏ bùng lên cao cao mãi, các đội viên của Võ Thị Tần đều không ngờ và không kịp để tránh. Đất đã rơi trên đầu, bầu trời tối sầm lại. Lúc ấy là 16 giờ 40 phút chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968. Cùng lúc ấy, Nguyễn Thế Linh, đại đội trưởng C552 ở trên đài quan sát, thấy bom rơi trúng A4 làm, em lắng người rồi bất chấp máy bay địch còn quấn quẩn trên đầu, chạy thật nhanh về đường 15. Khỏi bom bởi A4 làm đã loạn và không thấy còn ai. Họ chỉ thấy anh trần trẫn ngơ ngác nơi bom vừa nổ. Anh không còn nhìn thấy một ai. Tuyệt nhiên không thấy người nào, chỉ còn thấy một chiếc nón rất bươm nằm chơ vơ ở trên mặt đường 15. Nhưng anh vẫn tin A4 nấp ẩn ở đâu rồi. Anh lắc loa gào to: "A4 mất rồi, A4 mất rồi." Chỉ còn nghe thấy tiếng núi vọng về: "Tần ơi." Anh gọi mấy câu sau nữa vẫn yên lặng. Anh kêu lên: "Các đồng chí ơi, A4 bị vỡ vui hết rồi." Nguyễn Thế Linh nói lọc cả tiếng: "Ta ra bờ nhìn lên, may ra còn ai sống hay chăng?" Nhạc cuốc sàng hội hạ phục xuống phạt quân hầm. Anh sốt ruột kêu lên: "Ta là bờ nhân, nhưng phải cẩn thận, lỡ cuộc vào các đồng chí mình đó." Đúng lúc này, anh trần truyền lần những nhạc cuộc đầu tiên thì nhìn thấy cửa hầm một bãi tóc đen hiện ra. Mẹ anh moi đất lên, thấy Võ Thị Tần đang ngồi trong tư thế nhìn máy bay, chân vẫn đang mềm nhưng tim ngừng đập hẳn, mặt tím ngắt, cả
chí ở bên ngoài lần lượt ngã mũ nó. Thế là hết, võ thì tần ở ngoài cửa hầm con về, các đồng chí ở bên trong thì sống làm sao? Cứ thế mọi người nghiến răng nghiến khóc, lần lượt đưa các chị nhỏ Hà, Ràng, Hương ra khỏi chiếc hầm thứ nhất. Họ kính cẩn nâng niu đặt những thi hài các đồng chí vừa hy sinh, nằm thẳng một hàng ngang trên bãi cỏ ven đường. Ngay sau đó, chiếc hầm thứ hai cũng được tìm thấy. Các chị Vân, Hời, Sân, người vẫn còn mềm và ấm. Mẹ em vội làm hô hấp nhân tạo, nhưng không thể cứu vãn được nữa, muộn quá rồi. Chỉ còn Hồ Thị Cúc là chưa tìm thấy. Anh em tiếp tục tìm kiếm, sang ngày thứ hai vẫn không tìm thấy chị đâu. Đến ngày thứ ba, đồng đội làm lễ gọi hồn chị. Tiểu đội đã xếp một hàng ngang. Cúc ơi, em ở đâu? Không về tập hợp. Chính bàn đã quy quần đủ hết. Nhỏ Xuân Hà, Hương Hời, Đào Xuân Xuân. Á trường võ thì tần điểm dân, chỉ thiếu mình em. Chính bọ là người răng được. Bọn em đã bới tìm vẹt cuốc, đất sâu bao nhiêu bọn em không cần biết. Chị sợ em đau nên nhặt cuốc trùng. Cúc ơi, em ở đâu? Rất nô lần lắm. Da em xanh, áo em thì mỏng. Cúc ơi, em ở đâu? Về với bọn em tắm nước sông ngàn phố, ăn quýt đỏ sơn bằng, chăn trâu cắt cỏ. Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ, gỗi còn thơ giờ, cơm chiều chưa ăn. Ở đâu hỡi Cúc? Đồng đội tìm em, đũa găm cơm úp, gọi em, gào em, khan cổ cạn rồi, Cúc ơi. Bài thơ gọi hồn vừa kết thúc thì đồng đội cũng tìm thấy chị trên đồi cỏ voi, cách hố bom 20 mét. Trong tư thế ngồi, đầu đồi nón, bên cạnh là cuốc. 10 đầu ngón tay bị ứa máu vì đã bới tìm đường ra. Cả 10 cô gái ấy đã hy sinh, đã từ biệt đồng đội người thân, chưa thể cảnh đất nước hòa bình độc lập. Các cô gái ra đi khi tuổi vừa 18. Đôi 10 chưa một lần biệt hương vì tình yêu. Ghi nhận chiến công vẽ vang này, các chị đã được truy tặng danh hiệu anh hùng và được xây dựng tượng đài chiến thắng. Khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc là cái nôi nuôi dưỡng lòng yêu nước cho lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, để cho chúng em lớn lên nguyện học tập thật tốt, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với những gì mà thế hệ cha em đi trước đã làm cho đời sau. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn. Tiểu đội xếp hàng ngang, không thấy em về Cúc ơi. Chín bạn đã quay quân, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô mịt mùng khói lửa Đồng Lộc sạc sơ, cánh chim lìa bay. Cúc ơi, em nằm nơi nào? Lòng đất sâu thì lạnh lòng, mà áo em lại mỏng. Xa em xanh và mái tóc con xa. Về với anh Cúc ơi, về đi thôi ơi Cúc ơi. Về tắm dòng sông trong ngàn phố, về ăn chay quýt đỏ sơn băng, cơm chiều chưa ăn gối còn theo giờ. Đồng đội đang chờ em, đùa găm mà cơm muộn đỏ.
lòng rồi khóc tên em. Cạn khổ mà sống lệ. Đất sâu thì lành lắm mà áo em lại mỏng, da em xanh và mái tóc còn dài. Về với anh Cúc ơi, về đi thôi ơi Cúc ơi, về tắm dòng sông trong ngàn phố, về ăn trái quýt đỏ sơn băng, cơm chiều chưa ăn vội còn theo giờ, đồng đội đang chờ em đùa găm mà cơm hôm, đồng đội khóc tên em cạn khô mà dòng lệ. Ở đâu em ơi, về thôi cũng Cúc ơi, nằm đó em ơi. Về thôi.